Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Hãy làm điều ý nghĩa khi mình có cơ hội. Một buổi sáng sớm, Khanna đang chuẩn bị đi làm thì vợ anh đưa cho anh một vài bộ quần áo để mang đi giặt. Tại sao anh lại phải mang chúng đi giặt chứ? Bác giúp việc nghỉ làm 2 ngày. Bác ấy sẽ đến thăm cháu gái. Vì thế bác ấy phải đi sớm để đón xe buýt anh à. Anh chịu khó một chút nha. Ồ, thì ra là thế. Bác ấy đi đâu đó em? Ngày mai là sinh nhật cháu gái. Bác ấy muốn tổ chức sinh nhật cho cô cháu. À, còn điều này nữa. Anh có nghĩ là em nên cho bác ấy thêm 500 rupee không? Sao lại là bây giờ? Chúng ta sẽ cho bác ấy vào dịp Giáng sinh mà. Em nghĩ bác ấy khó mà xoay sở được các khoản chi tiêu khi đi thăm cháu gái trong 2 ngày. Em cảm thấy chúng ta nên cho bác ấy chút tiền thì sẽ tốt hơn là đợi đến Giáng sinh. Ôi, anh thấy em đang quá nhạy cảm và lo lắng nhiều đó em yêu ạ. Đừng lo. Em sẽ không ra ngoài để ăn pizza vào tuần này và coi như chúng ta để dư 500 rupee dành cho bác giúp việc. Anh đồng ý chứ? 2 ngày sau. Bác đi thăm cháu gái về vui không ạ? Vâng, thưa cậu, tôi rất thích. Tôi đã xài hết 500 rupee trong 2 ngày lận. Ồ, thiệt sao? Làm thế nào bác xài 500 rupee nhanh đến thế? Tôi trả 100 rupee cho tiền xe. Mua đầm cho cháu gái hết 150 rupee, tiền kẹo hết 50 rupee, vòng tay hết 50 rupee, một cái dây lưng 50 rupee cho con rể, và còn 100 rupee tôi mua viết chì, tập sách cho cháu gái. Làm thế nào mà bác ấy có thể mua tất cả đồ cho mọi người trong gia đình và tận hưởng thời gian vui vẻ bên cháu gái với món tiền ít ỏi, chỉ bằng một cái bánh pizza chứ? Thật tuyệt! Chúng ta có quyền làm bất cứ điều gì khiến ta hạnh phúc và chi tiêu số tiền ta kiếm được. Nhưng nếu bạn cảm thấy mình đã lãng phí số tiền kiếm được cho một vài thứ mà chẳng lợi ích gì, thỉnh thoảng, nếu bạn ở trong trường hợp của câu chuyện trên, thì hãy làm điều gì đó mà bạn cảm thấy tốt hơn cho vài người. Dĩ nhiên là bạn không có nghĩa vụ phải làm như thế. Nhưng chút lòng tốt của bạn có thể mang đến hạnh phúc cho nhiều người bằng nhiều cách khác nhau đó. Vì thế, hãy cân nhắc nhé.